Giao tiếp được xem là một trong những kỹ năng quan trọng giúp con người tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, đối với trẻ tự kỷ thì điều này thật sự rất khó khăn. Thực tế cho thấy là trẻ tự kỷ có hoặc là không có lời nói đều gặp khó khăn trong giao tiếp với người khác. Chính vì vậy mà phương pháp sử dụng âm ngữ trị liệu sẽ trực tiếp giải quyết chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ. Phương pháp này là sự kết hợp giữa giáo dục, y tế và gia đình. Nhiều trẻ tự kỷ áp dụng phương pháp này đã sớm hòa nhập với cộng đồng. Suy sụp, hoảng loạn là cảm xúc của chị Lý khi phát hiện con mình bị mắc chứng tự kỷ. Chính vì thế, phải mất gần 1 năm chị mới chấp nhận đưa con đi can thiệp bằng những phương pháp trị liệu cho trẻ tự kỷ. Sau một thời gian áp dụng phương pháp âm ngữ trị liệu đến nay, con chị đã hòa nhập cuộc sống và hiện đang học lớp 2. Tương tự, hơn 100 bé mắc chứng tự kỷ đang được can thiệp theo phương pháp âm ngữ trị liệu tại phòng khám Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đều có những tiến bộ rõ rệt. Hiện tại thì bé nhà mình thì tương đối ổn. Ở nhà thì gần như là cháu không còn các cái hành vi bùng phát nữa, không có những cái hành vi cáu bẳn nữa. Cháu có thể làm được tất cả các việc nhà, kể cả việc là tự nấu cơm, cháu có thể gấp đồ, quét nhà, lau nhà, cháu đều làm được hết. Bé 5 tuổi rưỡi thì khi mà phát hiện bé 2 tuổi là bé chưa có ngôn ngữ, bé không có quan tâm, không có nhìn ai, không có biết chỉ. Nhưng mà sau thời gian can thiệp khoảng hơn 3 năm thì bé giao tiếp, bé nói chuyện. Bây giờ bé có thể đặt câu, ví dụ như bé thấy cô mà bé chưa biết thì bé hỏi là cô tên gì. Bé có thể đếm từ 1 tới 100 cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Và bé có thể chơi chung với các bạn, rồi bé hát và bé rất là thích đàn. Phương pháp âm ngữ trị liệu là sự kết hợp giữa giáo dục đặc biệt, chuyên viên trị liệu, bác sĩ nhi khoa. Và đặc biệt, cha mẹ phải hiểu và ứng dụng những phương pháp này trong các hoạt động hàng ngày giúp con có thể hòa nhập. Trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn về giao tiếp, ngôn ngữ, tương tác, nhưng khả năng nhận biết hình ảnh lại khá tốt. Vì vậy, những trẻ tự kỷ sẽ được dạy kỹ năng bằng ngôn ngữ không lời như cử chỉ, hành động, ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể. Can thiệp cho những đứa bé này không phải là can thiệp trong một cái phòng kín, mà can thiệp trong tất cả các môi trường hoạt động tự nhiên của bé diễn ra. Ví dụ, đi tắm thì hướng dẫn cho bố mẹ làm như thế nào, đi siêu thị phải hướng dẫn cho bố mẹ làm như thế nào, và giáo viên hướng dẫn cho trẻ tương tác với cái người bán hàng như thế nào, chọn một món hàng và ra đứng xếp hàng, rồi trả tiền, rồi thối tiền. Tất cả các quy trình đời thường của một đứa trẻ làm được thì mình cũng cố gắng đưa những đứa trẻ này vào trong cái môi trường hòa nhập đó để đứa trẻ có khả năng hòa nhập. Chứng tự kỷ thường được chẩn đoán trước 3 tuổi. Sự chậm phát triển ngôn ngữ có thể được nhận ra sớm nhất khi trẻ được 18 tháng tuổi. Việc tiến hành âm ngữ trị liệu từ sớm rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định hiệu quả của phương pháp này. Nghiên cứu cho thấy, những người có sự cải thiện rõ rệt nhất là những người được điều trị sớm nhất. Đặc biệt, để phương pháp có hiệu quả, nhân tố quyết định chính là sự tác động của gia đình trong quá trình thực hành.